Phát biểu tại cuộc họp báo về tình hình dịch bệnh đường hô hấp trong mùa đông ở Trung Quốc ngày 14 tháng Giêng, bà Vương Đại Yến, giám đốc Trung tâm Cung Quốc gia thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc cho biết, nước này sẽ tiếp tục chứng kiến nhiều mầm bệnh hô hấp xen kẽ hoặc cùng lưu hành trong mùa đông này và mùa xuân tới, với virus cúm vẫn chiếm ưu thế trong ngắn hạn. Về COVID-19, bà cho biết, Do ảnh hưởng của nhiều yếu tố như biến thể GN.1 liên tục xâm nhập, dịch cúm trong nước giảm dần, khả năng miễn dịch trong cộng đồng suy giảm, dịch COVID-19 có thể tăng trở lại vào tháng riêng, với biến thể GN.1 rất có thể phát triển thành chủng chiếm ưu thế ở Trung Quốc. Cũng theo chuyên gia này, các tỉnh phía Nam Trung Quốc bước vào mùa cúm từ đầu tháng 10, trong khi các tỉnh phía Bắc là cuối tháng 10, với chủng chiếm ưu thế ban đầu là virus cúm AH3N2. Tuy nhiên 3 tuần trở lại đây, tỷ lệ nhiễm virus cúm B ở các tỉnh phía Nam đã tăng lên gần 37% và trong năm tuần qua, tỷ lệ này ở các tỉnh phía Bắc đã tăng lên gần 58%. Tại một số tỉnh, tỷ lệ nhiễm virus cúm B đã vượt qua cúm A. Những người đã mắc cúm A trong mùa dịch này vẫn có thể bị nhiễm cúm B. Ông Vương Quý Cường, giám đốc khoa truyền nhiễm bệnh viện số 1 Đại học Bắc Kinh cũng cho biết, vì mùa đông là mùa cao điểm của các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp nên khả năng miễn dịch được thiết lập sau khi nhiễm các mầm bệnh không lâu dài. Do vậy, việc nhiễm đi nhiễm lại các loại virus khác nhau là điều có thể xảy ra. Các triệu chứng nhiễm lần hai với cùng một mầm bệnh thường nhẹ hơn, nhưng tình trạng sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nếu nhiễm các mầm bệnh khác nhau, đặc biệt là đối với người già, trẻ nhỏ và người mắc bệnh nền. Trong khi đó, theo ông Mỹ Phong, người phát ngôn Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, kỳ nghỉ đông và Tết Nguyên đán đang đến gần. Việc di chuyển, tụ tập đông người có thể đẩy nhanh tốc độ lây lan của các bệnh đường hô hấp. Do vậy, nước này cần tăng cường giám sát và cảnh báo sớm, cung cấp dịch vụ tư vấn sức khỏe, hướng dẫn kịp thời và tạo điều kiện để các nhóm đối tượng trọng điểm như người già, phụ nữ mang thai, trẻ em và bệnh nhân mắc bệnh mãn tính được tiêm chủng, tích cực phân bổ nguồn lực y tế, tối ưu hóa quy trình điều trị và đảm bảo vật tư y tế trong thời gian nghỉ lễ.